nha. Chào tụi con. Chào Long Vũ. Chào Trung Kiên. Chào Quỳnh Anh. Tụi con ăn sáng chưa? Rồi ạ. Vậy thì mình sẽ bắt đầu học nha. Chào Quốc Cường. Rồi, các bạn vào đi. Trung Kiên bật cam lên đi em. Bật cam lên đi. Yes. Rồi, ok. Thì bữa trước chúng ta, rồi cô sẽ share màn hình nha. Bữa trước tụi con học đến trang bao nhiêu rồi? Bạn nào nhớ không? Được bao nhiêu bạn rồi nhờ? Mới có 4 bạn. Rồi. Hôm bữa thì các con được thầy dạy đến trang 43 rồi đúng không? Rồi, 40. Hôm nay chúng ta sẽ học trang 44. Nhưng mà trước khi học thì cô sẽ ôn lại bài cũ cho tụi con một chút nha. Bây giờ cô sẽ mời từng bạn để mời một vài bạn thôi. Để cô sẽ đặt một vài câu hỏi và các bạn sẽ trả lời nha. Liên quan đến bài học trong unit 6, được chưa? Được chưa? Cô mời một bạn nha. Cô mời Quốc Cường đi nào. Yeah. Ok, hello, nice to meet Nice you. to meet you too. What's your name? My name is Cường. What's the name of your school? What's the name of your school? Her name of Lisa. Can you repeat? What? I can hear clearly. Em lặp lại được không? What's the name of your school? Tên trường của em là gì? Your Lisa. Sao em? What's the name of your school? Em đang học ở trường nào? Tiểu học Lisa. Vậy thì em sẽ trả lời là Suy Xá Primary School, được chưa? Rồi em nói đi, bây giờ cô hỏi lại em trả lời lại nha. What's the name of your school? Lisa Primary School. Okay, good. And where is it? Is ở đâu? Trường của em ở đâu? Ở thôn Đoài. Ở đâu em? Thôn Đoài hả? Vậy thì thị là xã. Ở Nghệ An đúng không? Em đang ở Nghệ An đúng không? Thì mình sẽ trả lời là It's in Nghệ An Province, được chưa? Đáp lại nha. And where is it? Em không phải ở Nghệ An. Em không phải ở Nghệ An hả? Chứ em ở tỉnh nào? Tại Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. À, ở Hà Nội hả? Vậy thì em trả lời là it's in Hà Nội, được chưa? It's in Hà Nội. Okay, good. And the last question. What class are you in? Four A. Em học lớp 4A hả? Rồi, ok, good. Cô cảm ơn Cường nha. Rồi, bây giờ cô mời đến bạn Quỳnh Anh nào. Quỳnh Anh. Yes. Ok, what's your name? My name is Quỳnh Anh. And what's the name of your school? It is in Suy Xá Family School.
Okay, and where is it? It's in Hanoi. Okay, and what class are you in? I am in class 4. Okay, ủa vậy là Quỳnh Anh với Quốc Cường học cùng lớp luôn hả? Rồi còn một bạn chưa bật camera nào? Trung Kiên bật camera đi Trung Kiên. Rồi cô mời Trung Kiên nha. Trung Kiên đâu? Yes. Okay, what's your name? My name is Trung Kiên. And what's the name of your school? What's the name of your school? Có nghĩa là nãy giờ em có theo dõi không? Bật mic lên nào. Đừng tắt mic. Yes. What's the name of your school? Nãy giờ cô đã hỏi hai bạn rồi. Có nghĩa là tên trường của bạn là gì? Được chưa? Có học trường nào thì con nói ra. I'm from family. Con học ở trường nào? Hả? Ở đâu con? My family is Fisa School. Cô hỏi là what's the name of your school? Thì con trả lời là Suy Xá Primary School. Được chưa? Được không? Rồi, tiếp yes. tục nha. And where is it? Where is your school? Trường của con ở đâu? Trường của con nằm ở đâu? Trung Kiên bật mic lên nào, đừng tắt mic đi nữa. Where is your school? Cô đang hỏi là trường của con nằm ở đâu á? Trả lời là It's in Hanoi. It's in Hanoi. Okay, and what class are you in? I am in class 4A1. Rồi, okay, cô cảm ơn Trung Kiên nha. Trung Kiên bật cam lên, không có tắt cam nữa nha. Và mình chú ý thêm nha. Được không con? Yes. Okay. Rồi à. Cô mời thêm một bạn nữa ha. Rồi, cô mời Khánh Huyền nào. Cô mời Khánh Huyền. Yeah. Khánh Huyền. Okay, hello. Yeah. Hi. Did you have breakfast? Did you have breakfast? Cô hỏi con ăn sáng chưa? Con đang bị bệnh hả? Con ăn sáng rồi ạ. Okay, rồi. What's the name of your school? It is in Suisa Family School. It is Suisa Primary School. It's our family school. Okay, and where is it? Where is it? Nó nằm ở đâu con? It's in Hanoi. It is Hanoi. Okay, and what class are you in? What class are you in? Con học lớp nào? Class 4A. Okay, good. Rồi, cô cảm ơn Khánh Huyền nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào bài mới của ngày hôm nay nha. Chúng ta sẽ học tiếp trang 44. Các bạn có thấy được cái màn hình của cô không? Yes. Các bạn có thấy được? Yes. Rồi. Tốt. Hôm nay chúng ta sẽ học lesson 3, listen and repeat. Đầu tiên là chúng ta sẽ học về phát âm của ba âm này. Chúng ta cùng lắng nghe trước nha và sau đó cô sẽ hướng dẫn lại. Rồi. Lesson 3.
Activity 1. Listen and repeat. Sk. School. This is our school. Sk. Skipping. My likes skipping. Str. Street. My school is in Witten Zoo Street. Okay, one more time. Page 44. Page 44. Lesson 3. Activity 1. Listen and repeat. Sk. School. This is our school. Rồi. Chúng ta để ý cho cô âm đầu tiên. Mình sẽ phát âm là sk. Sk. Các bạn có nghe được rõ không? Sk. Sk. School. School. Sk. Sk. School. School. This is our school. Sk. School. This is our school. School là gì ta? Là trường học. Và this is our school có nghĩa là đây là trường học của chúng tôi. Được chưa? Rồi bây giờ cô mời một bạn lặp lại nha. Nghe nè. School. This is our school. Được chưa? Rồi cô mời Long Vũ nào. Cô nè. School. It is our school. Okay, good job. Rồi cô mời Quỳnh Anh nào. Cô mời anh đọc lại. School. This is our school. Okay, good job. Rồi cô mời Quốc Cường. Cô mời Quốc Cường. Rồi Quốc Cường đọc nha. Our school. School. Rồi con đọc lại một lần nữa cho cô nghe câu này nè. Đọc lại nè. Our school. Okay, good. Rồi cô mời Trung Kiên. Trung Kiên không tắt cam đi nữa nha con. Trung Kiên đâu rồi? Trung Kiên nãy giờ để cô nhắc cái cam nhiều nha. Mình không tắt cam đi nữa nha con. Yes. Rồi Trung Kiên đọc cho cô nào. Trung Kiên đọc cho cô nào. School. This is our school. Okay, good. Rồi chúng ta sẽ qua âm tiếp theo nha. Các con lắng nghe nha. Đến âm này. Skipping. My like skipping. Right. St. Sk. Sk. Skipping. My like skipping. Right. One more time. Sk. Skipping. My like skipping. Sk. Skipping. My like skipping. Right. Có mời một bạn lặp lại nào. Cô mời Quỳnh Anh nào. Skipping, my life skipping. Okay, good. Rồi cô mời Khánh Huyền. Cô mời Khánh Huyền. Khánh Huyền ơi, con nghe rõ không? Con có bật được mic không, Khánh Huyền? Khánh Huyền ơi. Khánh Huyền ơi, nghe cô nói không con? Rồi, vậy chắc là mic của Khánh Huyền có vấn đề rồi. Vậy thì cô mời Quốc Cường nha. Cô mời Quốc Cường. Cô gọi em để gì ạ? Sao con? Cô vừa gọi em để gì? Cô vừa gọi con đọc nè. Rồi, vậy thì Khánh Huyền đọc nha. Đọc đi con. Skip. Nè, cô đọc lại cho con nghe nè. Nãy giờ con có nghe được cô đọc không? Con có ạ. Ừ, vậy thì cô đọc lại một lần nữa nha. Skipping. My life skipping.
My life skipping. Một lần nữa. Skipping. My life skipping. Okay. Rồi, cảm ơn Khánh Huyền nha. Và chúng ta nghe tới âm cuối cùng là âm này nha. Được chưa? My like skipping. Street. My school is in Wenzhou Street. Rồi mình nghe lại nè. Thôi dễ mặc dùng. Rồi các bạn tắt mic đi cho cô nào. Streets, streets. My school is in Nguyễn Du Street. One more time. Streets. My school is in Nguyễn Du Street. Được chưa? Rồi cô mời Long Vũ lặp lại nào. Cô mời Long Vũ đọc nào. Streets. Cheese. Okay. My school is in Nguyễn Du Street. Okay, good. Street có nghĩa là đường, là con đường á. Trường của tôi nằm trên đường Nguyễn Du. Được chưa? My school is in Nguyễn Du Street. Rồi, cô cảm ơn Long Vũ nha. Có một bạn lặp lại nữa nào. Cô mời có bạn mới nè. Rồi cô mời Tiến Vinh nào. Tiến Vinh nghe cô lặp lại một lần nữa rồi con hãy lặp lại nha. Yes. Streets. My school is in Nguyễn Du Streets. Rồi Tiến Vinh lặp lại đi con. Streets. My school is in Nguyễn Du Streets. Okay, good. Rồi cô cảm ơn Tiến Vinh nha. Rồi bây giờ cô sẽ mời một bạn lặp lại cho cô ba từ này, đọc lại ba từ này nha. Cô sẽ đọc lại một lần mẫu. School, skipping, streets. Rồi cô mời Quỳnh Anh đọc nào. Cô mời Quỳnh Anh. School, skipping, streets. Okay, good job. Rồi cô mời Quốc Cường đọc lại nào. Đọc đi con. School. Skipping. Street. Streets. Street. Ok, streets. Rồi các con khi đọc từ này nhớ cái âm cuối của mình là âm th. Nó có chữ tờ nè. Mình sẽ street. Street. Được chưa? Street. Rồi chúng ta sẽ qua bài tiếp theo. Cô kéo lố. Rồi ok. Và bài tiếp theo sẽ là listen and circle, then write and say aloud. Mình sẽ chọn đáp án ABC nha. Cái này có cần nghe không? Ok, rồi chúng ta sẽ nghe trước và sau đó làm nha. Câu đầu tiên. Page 44. Activity 2. Listen and circle. Then write and say aloud. 1. This is a street. Rồi, chúng ta nghe lại một lần nữa nha. Listen and circle. Then write and say aloud. 1. This is a street. Rồi, các con nghe được từ gì nè? This is a gì? Street. Okay, street. This is a street. Good job. Rồi, chúng ta nghe qua câu thứ hai nha. The street is beautiful. Chúng ta nghe được the gì? The street. Đúng rồi, the street is beautiful. Bạn nào có thể dịch được cho cô câu này nào? The street is beautiful có nghĩa là gì ta? Có bạn nào biết không? The street is beautiful có nghĩa là con đường này thật đẹp, được chưa? Rồi chúng ta nghe câu thứ ba nha.
3. The stream is long. Đờ gì nhờ? Các bạn nghe được là đờ gì? Trees. Chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa nha. Đờ. Một lần nữa câu 3 nè. The street is beautiful. À, đó là câu 2 và qua câu 3 nè. 3. The stream is long. This is trees. The stream. The stream. Chúng ta đọc là the stream is long. Dòng suối thì dài, được chưa? The stream is long. The stream chứ không phải là the street nha. Rồi, mình nghe câu thứ tư nha. Các con chú ý nha. 4. I love my school. I love my... My gì nào? School. I love my school. Bạn nào dịch được cho cô câu này nè? Bạn nào dịch được cho cô câu I love my school có nghĩa là gì? Là Tiến Vinh biết không? Không không. À, vậy thì cô sẽ dịch cho các con nha. I love my school có nghĩa là tôi yêu trường học của tôi. I love, I là tôi, love là yêu, my school là trường học của tôi. Được chưa? Rồi, the last one. Chúng ta sẽ nghe câu cuối nha. 5. Linda likes skating. Linda likes skipping. No. Nghe lại một lần nữa nha. 4. I love. 5. Linda likes skating. Linda likes skating. Skating. Linda thích trượt patin. Linda likes skating. Skating chứ không phải là Linda likes skipping. Được chưa? Linda likes skating. Chúng ta sẽ qua phần 3 là mình sẽ nghe một bài đồng giao nha. Page 44, activity 3. Let's chant. School, school, school. 1, 2, 3, 4. School, school, school. This is the way we go to school. It's so much fun. Street, street, street. This is the way we walk on the street. It's so much fun. Ok, các con muốn nghe lại một lần nữa không? Mình nghe một lần nữa nha. Page 44, activity 3. Let's chant. School, school, school. 1, 2, 3, 4. School, school, school. This is the way we go to school. It's so much fun. Street, street, street. This is the way we walk on the street. It's so much fun. Dạ. Ok. Chúng ta sẽ qua phần thứ tư là mình sẽ read and complete. Có nghĩa là mình sẽ đọc và sau đó hoàn thành cái hoàn thành những cái ô trống này, mình sẽ điền vô đây, được chưa? Đầu tiên là name. Name là gì nhờ? Name là, bạn nào biết name là name trong câu what's your name đó, có nghĩa là tên. Đúng rồi, name là tên. Tên của bạn này là Lê Mai. Nationality. Nationality. Từ này hình như là mới với các bạn đúng không? Nationality có nghĩa là quốc tịch. Quốc tịch của bạn này là quốc tịch Việt Nam. Quốc tịch Việt Nam giống như chúng ta đó. Nationality, Vietnamese. Nationality, Vietnamese. And school is Nguyễn Du Primary School. Là bạn này học ở trường gì nhờ? Trường gì đây? Bạn nào biết? Nguyễn Du.
Đúng rồi, trường tiểu học Nguyễn Du. Primary, primary school có nghĩa là trường tiểu học. Primary là tiểu học. Secondary là trường cấp 2. Được chưa? Rồi. School address có nghĩa là address là gì nhờ? Bạn nào biết? Address là địa chỉ. School address là địa chỉ của trường, là ở Nguyễn Du Street, Hoàng Kiếm District, Hà Nội. Có nghĩa là ở đường Nguyễn Du, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội. Được chưa? Class 4A. Có nghĩa là bạn này học lớp 4A. Đúng rồi, bạn này học ở lớp 4A. Rồi bây giờ mình sẽ điền vô cái chỗ này nha. Hello, my name is. Bạn này tên gì nhờ? Name Mai. Đúng rồi, vậy thì mình sẽ điền chữ Name Mai. Ok. Rồi, I'm from Hanoi, Việt Nam. I am Vietnamese. Đúng rồi, I am Vietnamese. Tôi là người Việt Nam. Xin chào, tôi tên là Lê Mai. Tôi đến từ Hà Nội, Việt Nam. Tôi là người Việt Nam. I study at. Tôi đang học tại trường Nguyễn Du Family School. Đúng rồi, I study at Nguyễn Du Primary School. Dài quá. Nó không cho cô đánh hai chữ O ấy. Rồi. It's a big school in gì nhờ? Nguyễn Du Street, Hoàng Kim. Đúng rồi. It's a big school in Nguyễn Du Street, Hoàng Kim District, Hà Nội. Cô sẽ viết tắt từ Nguyễn Du nha. Hoàng Kiếm. Sao nó không cho cô viết tiếp nhờ? Thôi cái này dài quá, mình sẽ copy ở dưới xuống nha. And I am in class 4. Đúng rồi, class 4A. Rồi cô sẽ đọc và dịch lại một lần nữa nha. Hello, my name is Lê Mai. I'm from Hanoi, Vietnam. I'm Vietnamese. I study at Nguyễn Du Primary School. It's a big school in Nguyễn Du Street, Hoàng Kiếm District, Hanoi. I'm in class 4A. Có nghĩa là, xin chào, tôi tên là Lê Mai. Tôi đến từ Hà Nội, Việt Nam. Tôi là người Việt Nam. Tôi học tại trường tiểu học Nguyễn Du. Đó là một ngôi trường lớn ở đường Nguyễn Du, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội. Và tôi học ở lớp 4A. Rồi bây giờ cô mời một bạn đọc lại cái đoạn này bằng tiếng Anh cho cô nha. Rồi cô mời Quốc Cường đọc nào. Cô mời Quốc Cường đọc nào. Hello, my name is Lê Mai. Ok. I'm from Hanoi, Vietnam. I'm Vietnamese. I study at Nguyễn Du Primary School. Okay. It's a big school in Nguyễn Du Street. I'm in class 4A. Khoan nào. Nguyễn It's Du a big Street, school. Hoàng Kiếm District. Hà Nội, class 4A. I'm in class 4A. Okay, good. Rồi, cô cảm ơn Quốc Cường nha.
Rồi bây giờ cô mời Quỳnh Anh đọc nào. Hello, my name is Nemai. I am from Hanoi, Việt Nam. I am Vietnamese. I study at Nguyễn Du Family School. Okay. It is a pink school in Nguyễn Du Street, Hoàng Kim District, Hanoi. I am in class 4. Okay. Rồi các con chú ý lại, mình sẽ phát âm lại từ streets và từ district nha. Streets and districts. Chúng ta nhớ là mình có âm ở cuối chứ không phải là âm sờ nha. Streets and districts. Được chưa? Rồi, cô cảm ơn con. Cô mời bạn Trung Kiên đọc nào. Trung Kiên. Yes. Okay. Đọc đi con. Hello, my name is Lee Mai. I'm from Hanoi, Vietnam. I'm Vietnamese. I study at Nguyễn Du Primary School. Primary It's school. Nào, con đọc lại câu này nào. Primary school. Okay. It's a big school in Nguyễn Du. Nguyễn Du Street, Hoàng Kiếm District, Hà Nội. Okay. I am in class 4A. Okay, rồi cô cảm ơn Trung Kiên nha. Chúng ta sẽ tiếp tục nào. Rồi, đây là phần chúng ta sẽ tự viết. Write about your school. Viết về trường của tôi, viết về trường của bạn. Write the name and address of your school and your class. Viết tên và địa chỉ của trường của bạn và lớp của bạn. Cái này sẽ là bài tập về nhà của các con nha. Chúng ta sẽ dựa theo mẫu ở trên này. I study at is a big school A. In, I'm in class. Chúng ta sẽ dựa vào ba câu này thôi nha. Để viết. Đó, đợi cô một chút. Rồi. Cái đâu cô đã không còn làm bài 5 mà cô. Bài 5 cô mới giao cho các con về nhà làm nha. Chúng ta sẽ làm và ngày mai cô sẽ kiểm nha, tại vì là từ hôm nay qua ngày mai thì mình chỉ có một ngày cho các con làm thôi, nên là cô sẽ giao một bài 5 này thôi nha. Được chưa? Các con nghe rõ chưa? Và ngày mai thì cô sẽ kiểm nha. Rồi chúng ta tiếp tục qua bài 6. Make a card about your friend's school and class. Có nghĩa là mình sẽ tự làm nhãn vỡ, tự làm một cái card. Thì cái con mà bạn nào có thời gian rảnh thì mình có thể mua giấy màu về và tự làm nha. Rồi, và hôm nay thì mình đã học xong unit 6 rồi. Bây giờ mình sẽ lên Easy Class làm bài tập một chút nha. Chúng ta kết thúc bài 6 ở đây. Và bạn nào nhắc lại được bài 6 mình học cái gì nào? Bài 6 tựa đề là Where's your school? Có nghĩa là trường của bạn nằm ở đâu? Đúng không? Mình học về cái câu chào hỏi nè. Rồi, nice to meet you nè. Rồi, what's the name of your school? What's the name of your school có nghĩa là gì ta? Bạn nào biết? Hồi đầu giờ cô mới hỏi các con đó. What's the name of your school? Bạn nào biết? Mở mic lên trả lời cho cô nào. What's the name of your school? Không bạn nào biết à? Có nghĩa là tên trường của bạn là gì? What's the name of your school? Rồi các con trả lời là Suy Xá Primary School đó. Các con nhớ không?
Rồi. Và where is it? Where is it? Có nghĩa là nó nằm ở đâu? Trường của bạn nằm ở đâu? Where is it? Where is your school? Được chưa? Nhớ chưa? Rồi và cuối cùng là what class are you in? Có nghĩa là bạn học ở lớp nào? What class are you in? Được chưa? Rồi cái câu trả lời là lớp 4A đó. I'm in class 4A. Có nghĩa là tôi học lớp 4A. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ làm bài tập một chút nha. Các con nhớ chưa? Các con nhớ những cái câu nãy giờ cô lặp lại chưa? Lặp đi lặp lại chưa? Ok. Rồi. Mình học sách này đúng không? Rồi chúng ta sẽ vào phần bài tập nha. Bài tập của Unit 6. Rồi đầu tiên mình sẽ làm phần phonics. Phonics. Rồi. Bạn nào điền hoàn thành được cho cô từ này nè. Chúng ta sẽ điền chữ gì? Đúng rồi. Chúng ta sẽ điền âm này. School. Chính xác. Câu thứ hai. Rồi, bạn nào điền được, chúng ta sẽ điền âm nào? School. Đúng rồi. Là skipping. Tiếp theo. Đúng rồi. Có nghĩa là street. Street là con đường. Street. Tiếp theo. Mình điền. Đúng rồi. Là stream. Stream là cái gì ta? Stream là dòng suối. Được chưa? Rồi. Linda and my like. Là gì nhờ? Skipping. Đúng rồi, skipping. Các bạn này thích nhảy dây. The gì đây? Stream. Đúng rồi, the stream. The stream is long. Có dòng suối thì dài. Dài quá trời luôn nè, thấy không? My school is in Nguyễn Huệ. Street. Đúng rồi, Nguyễn Huệ Street. I go to school. I go to Hoa Mai Primary School in the morning. Mình điền từ school thôi là được, đúng không? Rồi, ok, mình đọc bài nha. Chúng ta sẽ tiếp tục. Rồi, chúng ta hết phần phonics rồi. Mình sẽ sang phần thứ hai là vocabulary. Vocabulary là điền từ. Rồi mình sẽ nhìn cái tranh và đoán từ nha. Đây là từ gì ta? Đây là cảnh của một ngôi làng. Vậy thì ngôi làng tiếng Anh là gì nhờ? Mình sẽ điền vào cái dòng số 1 này. Ngôi làng tiếng Anh là ví gì? Bạn nào biết? Village. Ngôi làng là village. Rồi, có mời một bạn lặp lại từ này nào. Cô mời Quỳnh Anh lặp lại nào. Village. Ok, village. 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 Rồi. Ok, rồi, cô mời Tiến Vinh lặp lại nào. Village. Village, một lần nữa. Village. Village. Ok, rồi, cô mời Trung Kiên nào. Village. Trung village. Kiên. Ok, village. Vậy thì village là gì con? Village là gì? Ngôi làng. Đúng rồi, village là ngôi làng. Rồi, đây là gì ta? Con đường. Một con đường. Vậy thì chúng ta sẽ điền vào từ thứ hai là từ gì? Road. Đúng rồi. Road. Con đường là street. Mà bạn nào vừa nói từ row đó. Row cũng là con đường. Nhưng mà chúng ta sẽ căn cứ vào những cái ô ở trên đây ha. Mình có hai chữ tờ nè. Thì nó giống với từ street không? Đúng không? Thì mình sẽ điền từ street nha.
chứ không điền từ row được. Được chưa? Mạng của cô hơi yếu một chút. Hơi chậm. Từ thứ ba nè. Mỗi chữ một phá nhé. Từ thứ ba này tải hơi lâu nhưng mà hình như là cô đoán là từ row đó. Đúng không? Phải từ row không? Nó tải hơi lâu rồi, chúng ta qua từ thứ tư nha. Từ thứ tư là gì đây? Đây là một cái gì? Giống như một cái thành phố đúng không? Vậy thì thành phố tiếng Anh là gì ta? Thành phố là city. Có thể đọc là city theo phát âm của người Anh, hoặc là có thể đọc là city theo người Mỹ, được chưa? City or city đều đúng. Ok, alright. City, city có nghĩa là thành phố, thành phố, được chưa? Rồi, vậy thì này là cái gì ta? Chúng ta cùng nhìn ở trên nha. Chúng ta có dòng thứ 5. Thờ, chúng ta có một chữ thờ, chữ T. Và ở dưới là, ở đây nhìn giống một cái làng, một cái quê, một cái thị trấn, đúng không? Vậy thì thị trấn trong tiếng Anh là town. Thị trấn trong tiếng Anh là town, được không? Thị trấn trong tiếng Anh là town. Các con nhớ chưa? Rồi cô mời một bạn lặp lại từ này nào. Town. 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 Ok, town là thị trấn, thị xã, được chưa? Mình tiếp tục nha. Quận Hoàng Kiếm, chúng ta nhìn vào từ ô thứ 6 nào. Rồi, một từ rất quen hồi nãy chúng ta đã gặp rồi, đó là từ this gì? District. Các con nhớ chưa? District. Đó, hồi nãy bạn Lê Mai học ở trường, học trường của bạn ở trên đường Nguyễn Du, quận Hoàng Kiếm đó. Nguyễn Du Street, Hoàng Kiếm District. Các con nhớ chưa? Vậy thì district có nghĩa là quận. Nhà các con có gần quận Hoàng Kiếm không? No. Vậy hả? Vậy thì các con ở quận nào? Mỹ Đức Hà Nội. Mỹ Đức hả? Dạ. À, mình tiếp tục nha. Ok. David School is in. In gì đây? London. In. Chúng ta nhìn cái địa chỉ đường nào. Is in Street. South Street. Nè, các con thấy có cái tên đường trước nữa không? South Street. Rồi, tên đường thì mình nhớ là phải viết hoa ha. My friend's school is in Cầu Giấy gì đây? Cầu Giấy. Quận Cầu Giấy, vậy thì quận tiếng Anh là gì? Quận tiếng Anh là gì? Bạn nào biết? Cô vừa mới nói xong. My friend's school is in Cầu Giấy. Cầu Giấy District. Các bạn chưa nhớ hả? District có nghĩa là quận. District. My friend's school is in Cầu Giấy District, Hà Nội. My uncle lives in Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh gì? Bạn nào biết không? Người ta hay nói là thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì thành phố là từ gì ta? Hồi nãy cô vừa mới hướng dẫn cho các bạn thành phố là từ gì? Là từ? Từ city. My uncle lives in Hồ Chí Minh City. Chú của tôi sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Các con nhớ chưa? Vậy thì từ city này là gì ta? City hoặc là city có nghĩa là, bạn nào biết? City là
Ủa không bạn nào biết hả? Nãy giờ cô hướng dẫn city có nghĩa là thành phố, district là quận, south street là đường, hồi nãy các con đã được học rồi mà đúng không? District là quận, city là thành phố. Sáng mẹ mua cho con. Rồi, I live in a small gì đây? In the south of the country. I live in the small. Cái này giống cái gì? Cái này giống cái I live in a small. Cô nghĩ cái này là village thì đúng hơn á. Chứ không lẽ lại nói là tôi sống ở ở một con suối, đúng không? Thì nó hơi bị kỳ đúng không? Vậy là tôi sống ở một ngôi làng. Hoặc là I live in a small town. Hoặc là a small village. A small village đi. Rồi, ok. Chúng ta vẫn còn một câu chưa làm là câu nào ta? À, là câu thứ ba. Rồi, câu thứ ba nào. Đây là một con. Đúng rồi, the road. Road và street giống nhau. Rồi, đợt bài nha. Rồi, chúng ta tiếp tục qua phần sentence patterns. Read and match. Chúng ta sẽ đọc và nối. Nhưng mà mấy cái hình này nó chưa có tải được. Mấy hình này chưa tải được nè. Mạng của cô nó hơi chậm. Rồi chúng ta sẽ qua speaking nha. Rồi bạn nào đọc được câu này cho cô nè. Cô mời Long Vũ. Cô mời Long Vũ. What is your name? Rồi con đọc lại cho cô nào. What's your name? What's your name? Okay, what's your name? Rồi, câu thứ hai. Where are you from? Where are you from? Okay, rồi, cô cảm ơn Long Vũ nha. Bây giờ cô sẽ mời bạn khác. Câu này, bạn nào đọc được? Cô mời Trung Kiên. Cô mời Trung Kiên. What is your school? Yes. No. Đây là từ gì? Đây đâu phải từ what đâu. Đây là từ Where is your school? Rồi Trung Kiên lặp lại một lần nữa nào. Where is your school? Okay, where is your school? Câu tiếp theo. Rồi cô mời Quỳnh Anh đọc câu này nào. What class are you in? Đúng rồi. Vậy thì what class are you in có nghĩa là gì con? Con thưa cô là bạn học lớp nào ạ? Đúng rồi, bạn học lớp nào? Rồi, vậy thì where is your school có nghĩa là gì? Cô mời Khánh Huyền nào. Khánh Huyền biết câu này không? Where is your school có nghĩa là trường của bạn học trường nào? Đâu? Đúng rồi, trường của bạn ở đâu? Rồi, and where are you from? Là bạn ở nước nào? Đúng rồi, bạn đến từ đâu ha? Dịch chính xác hơn là bạn đến từ đâu? Where are you from? Rồi, và what's your name? Một câu rất là quen thuộc. Bạn tên là gì? Đúng rồi, bạn tên là gì? Rồi, chúng ta sẽ qua phần reading. Hello, my name's Nam. Xin chào, tôi tên là Nam. Và David trả lời là Hi Nam, I'm David. Chào Nam, tôi là David. Nice to see you, David. Rất hân hạnh được gặp bạn, David. Và David đáp là Nice to see you too. Rất vui khi được gặp bạn. Tôi cũng rất vui khi được gặp bạn. Rồi, và Nam nói là Where are you? Chúng ta sẽ điền gì đây? Where are you gì? Đúng rồi. Where are you from? Có nghĩa là bạn đến từ đâu, David? Nam đang hỏi David đến từ đâu ha? Và David trả lời là I'm from London. London. London là London. English. London
là thuộc nước Anh. I'm from London, England. Rồi, và Nam trả lời. Where's your gì? School. Đúng rồi, where's your school? Trường của bạn nằm ở đâu? Và David đáp là it's in Hill. Hill gì? Street. Đúng rồi, Hill Street. Và oh, my school is. Đúng rồi, my school is in Nguyễn Du Street. Rồi, cô sẽ dịch lại bài này một lần nữa nha. Xin chào, tôi tên là Nam. Chào Nam, tôi là David. Rất vui khi được gặp bạn David. Rất vui khi được, tôi cũng rất vui khi được gặp bạn. Bạn đến từ đâu, David? Tôi đến từ London, nước Anh. Và trường của bạn nằm ở đâu? Trường của tôi nằm ở đường Hill, ở London. Và, trường của tôi thì ở đường Nguyễn Du, Hà Nội. Rồi, chúng ta qua đoạn thứ hai là mình sẽ làm true false. Các con đã từng làm bài tập true false chưa? Yes. Ok, mình sẽ đọc câu này và mình thấy mình sẽ tìm thông tin ở trên đây. Và nếu thấy đúng thì chúng ta sẽ chọn true. Và sai thì mình sẽ chọn là false nha. Rồi, cô sẽ bắt đầu đọc. Bây giờ cô sẽ đọc mẫu và sau đó cô sẽ mời một bạn đọc lại nha. Hello, my name is Nguyễn Quốc Anh. I am from Hà Nội. I study at Hoa Mai Primary School. It's in Tây Sơn Street, Đống Đa District, Hà Nội. It is a big school. I am in class 4B with Minh and Quang. We are good friends. I love my school and friends. Rồi, cô mời Quốc Cường đọc lại nào. Hello, my name is Nguyễn Quốc Anh. I am from Hà Nội. I study at Hoa Mai Primary School. It's in Tây Sơn Street. Okay. Đống Đa District, Hà Nội. Đống Đa District. Đống Đa District, Hà Nội. It's in a big school. I am in class 4B. With Minh and Quang. Where are your friends? We are good friends. Yeah. I love you. My school and friends. Okay, rồi cô cảm ơn Quốc Cường nha. I love my school and friends. Chứ không phải là I love you, my school and friends nha. I love my school and friends. Rồi chúng ta cùng đọc nha. Quốc Anh is from Huế. Có nghĩa là Quốc Anh đến từ Huế. Thì chúng ta tìm ở trên nào. My name is Nguyễn Quốc Anh. I am from Hà Nội. Vậy thì ở trên đây Quốc Anh nói là Quốc Anh đến từ Hà Nội. Vậy thì câu này là đúng hay sai? Sai. Đúng rồi, sai thì chúng ta sẽ chọn false. Đúng thì chúng ta mới chọn là true nha. Còn sai thì mình chọn là false. Được chưa? Câu thứ hai nào. His school is a small school in Tây Sơn Street. Có nghĩa là bạn nào dịch được cho cô câu này? Bạn nào biết không? Bạn nào biết thì mở mic dịch cho cô nào. Có nghĩa là trường của anh ấy là một ngôi trường nhỏ ở đường Tây Sơn. Rồi chúng ta nhìn ở trên nha. Đường Tây Sơn là đúng rồi nè. It's in Tây Sơn Street. It is a big school. Vậy thì ở đây Quốc Anh nói là đó là một ngôi trường lớn, nhưng mà ở đây thì lại nói là đó là một ngôi trường nhỏ. Vậy thì câu này là đúng hay sai? Sai. Đúng rồi, vậy thì mình sẽ chọn false. Đúng không? Rồi. He is in class 4C.
có nghĩa là anh ấy học ở lớp 4C. Và chúng ta tìm thông tin ở đây nào. Và Quốc Anh nói là Quốc Anh, I am in class 4D. Tôi học ở lớp 4B. Mà ở dưới đây lại nói là 4C. Vậy thì câu này là đúng hay sai? Sai. Đúng rồi, vậy chúng ta sẽ chọn. Chọn đáp án gì? Đúng rồi, chọn false. Rồi, Minh and Quang are his good friends. Có nghĩa là Minh and Quang are his good friends. Minh và Quang là những người bạn tốt của anh ấy. We are good friends. I am in class 4B with Minh and Quang. We are good friends. Tôi học ở lớp 4B với Minh và Quang. Chúng tôi là những người bạn tốt. Vậy thì chúng ta sẽ chọn là đúng hay sai? T. Đúng rồi, là true. T, cái chữ tờ này là true. Và F là false. Rồi mình sẽ nộp bài nha. Ok. Chúng ta qua phần tiếp theo, đó chính là writing. Writing này thì nó hơi tốn thời gian, chúng ta cứ làm đi ha. Where is Quân's school? Có nghĩa là trường của Quân ở đâu? Chúng ta sẽ trả lời là it in. Đúng rồi. Nói tiếp đi con, đúng rồi đó. Nguyễn Du Family School. Đúng rồi, it's in Nguyễn Du Primary School. Primary School. Mình nhớ cái từ này nha, primary school, it's in Nguyễn Du Primary School. Tiếp theo, where is Laura School? Trường của Laura ở đâu? Đây là trường gì? OSE Primary School. À, đây là trường OSE Primary School nằm ở. À, where is One School? Cô nhầm rồi. Ở đây người ta hỏi là trường của con nằm ở đâu thì mình phải trả lời là Nguyễn Du Street chứ. Nguyễn Du Street. Đúng không? It's in Nguyễn Du Street. Không phải là Nguyễn Du Primary School. Cô nhầm nha. Sorry mọi người. Rồi. Where is Laura School? Thì trường của Laura ở đâu đây? It's in South Street, London. It's in South Street. Okay. Where is Lynn School? Lynn, trường của Lynn ở đâu đây? Làng Hoa Lư. Làng Hoa Lư tiếng Anh là Hoa Lư gì? Làng tiếng Anh là gì nhờ? Bạn nào biết? Làng là sao các bạn tắt cam đi hết rồi? Quốc Cường đâu? Lâm Vũ đâu? Quốc Cường và Lâm Vũ đâu rồi? Làng là village. Làng là village. Village là gì con? Village là gì? Làng. Đúng rồi, village là làng. Vậy thì sẽ là it's in Hoa Lư village. Rồi, write about you. This exercise is freestyle. Thì cái này là sẽ là bài làm freestyle ha. Rồi bây giờ cô sẽ cùng làm một bài tập khác. Rồi các con đợi cô một chút để cô tải bài tập về nha. Okay. Rồi,
Yeah, ok. Rồi, các con đã thấy màn hình chưa? Rồi, chúng ta cùng bắt đầu làm nha. Chúng ta sẽ làm bài điền từ thích hợp vào chỗ trống. Chúng ta sẽ điền những cái từ thích hợp vào những ô trống này giống như nãy giờ chúng ta cũng đã làm rồi đó. Ok. Rồi, câu đầu tiên. I go to from Monday to Friday. Tôi đi từ thứ hai đến thứ sáu. Vậy thì tôi đi đâu? I go to school. School. Rồi, I go to school. I go to school from Monday to Friday. Rồi, tiếp nào. Linda and Mai like gì? From Marie. No, Linda và Mai thích gì? Thích nhảy dây. Nhảy dây là gì ta? Đúng rồi, skipping rope. Sao lại là màu đen? Cô chỉ là màu đỏ nhỉ? Skipping rope. Ok. Mai is Nguyễn Huệ Primary School. Chúng ta điền từ gì đây? Trường của tôi là trường tiểu học Nguyễn Huệ. Vậy thì trường có nghĩa là? Trường là? School. Đúng rồi, school. I am in. Tôi học ở lớp. Class. Đúng class. Rồi. Class. This is class. Rồi. My friend's school is in Cầu Giấy gì? Cầu Giấy. Quận Cầu Giấy. District. Đúng rồi, district. District. Rồi. My uncle lives in Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh gì? Hồi nãy chúng ta có làm rồi nè. Hồ Chí Minh gì? Hồ Chí Minh City. Chú của tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh City, các con nhớ chưa? City là thành phố. Rồi. Land School is in Bà Triệu. Bà Triệu gì? Đường Bà Triệu. Vậy thì sẽ là? Street. Và where do you gì đây? Bạn sống ở đâu thì chúng ta nói là where do you live. Live chứ không phải là life nha. Where do you live? Bạn sống ở đâu, được chưa? Rồi, hãy tiếp bài tập thứ hai nha. Ok, rất là dễ dàng đúng không? Rồi, chúng ta sẽ làm bài này. Bài này hơi khó hơn bài hồi nãy một chút nha. Rồi, các con thấy màn hình của cô chưa? Chúng ta qua bài thứ hai nhé. Ok. Rồi, mình cùng làm nha. Đây sẽ là sắp xếp các từ xáo trộn thành câu có nghĩa. Là những cái từ này đã được xáo trộn lên rồi, bây giờ chúng ta sẽ phải sắp xếp lại. Cái nào là chủ ngữ, cái nào là động từ chính, cái nào là tân ngữ và cái nào là trạng từ. Các con đã được học những cái này chưa? Trả lời cô nào. Các con đã được học những cái như là chủ ngữ, động từ chính, tân ngữ và trạng từ chưa? Chưa hả? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm, nhưng mà mình sẽ không căn cứ vào mấy cái đó ha. Câu đầu tiên nào. Là My school is in Five Street. Trường của tôi thì nằm ở trên đường Five là trường đường gì cô cũng không biết nữa. My school is in Five Street. Các bạn đã hiểu cái yêu cầu của bài này chưa? Các bạn đã hiểu là bài này phải làm như thế nào chưa? Chúng ta sẽ sắp xếp từ thành một câu có nghĩa ha. Trường của tôi is ở trên đường
five vế gì đây. Rồi, qua câu thứ hai, bạn nào làm được cho cô câu thứ hai nào? Bạn nào sắp xếp được cho cô câu này? Cô mời Tiến Vinh nào, Tiến Vinh sắp xếp được không? Không, không. Vậy thì cùng cô làm nha. Có bạn nào làm được không? Rồi, chúng ta sẽ có là cái chủ ngữ sẽ là từ đầu tiên của câu là this is. This. Đúng rồi, chính xác. This is gì nữa? Rồi chúng ta sẽ bỏ hai từ this is nè. Bỏ hai từ this is và còn the. I go to. This is the way. Câu này hơi khó. This is the way I go to school. Có nghĩa là đây là đường, đây là cách mà tôi đến trường. This is the way I go to school. Đây là cách mà tôi đến trường. Câu thứ ba. Câu này rất là quen luôn. What are you in class? No. What class are you in? Đúng rồi. What class are you in? Một câu rất quen thuộc mà, đúng không? What class are you? Rồi, ok. Câu tiếp theo bạn nào làm được cũng là một câu rất quen thuộc luôn. She is in class for a five. Đúng rồi, she is in class for a five. Cô ấy học ở lớp 4A5. Rồi câu tiếp theo nào. Câu này cũng rất là quen thuộc luôn. We gì? We study as. Đúng rồi. We study as. We study primary school. Đúng rồi. We study at Nghĩa Tân Primary. Primary school. Rồi. Rồi. Okay. Rồi câu thứ 6 nào. Là her gì đây? Her. Her in. No no no. Her có nghĩa là của cô ấy. Vậy thì cái gì của cô ấy? Her gì? School. Đúng rồi, her school. Her school is in Quang Trung Street. Trường của cô ấy nằm ở trên đường Quang Trung. Rất là giỏi. Tiếp tục nha. Rồi. We gì đây? We are going to school. We are going to school. Chúng tôi đang đi đến trường. We are going to school. Going là phải có to nha. We are going to school. Tiếp tục nào. What? Đúng rồi. What? What gì đấy? What is? No, no. What gì? It. Cái cặp của cô ấy màu gì? Thì là what? Color. Đúng rồi. What color is her school bag? What color is her school bag? Cái cặp của cô ấy màu gì? School bag là cái cặp đó. What color is her school bag? Là cặp của cô ấy màu gì? Sao cô lại làm mất một dòng rồi? Rồi chúng ta qua câu 9 nha. Câu 9 là làm gì, làm sao ta? From Linda. Linda from Linda. Linden. From. Đúng rồi, Linda is from England.
Linda học thì tới từ nước Anh. Linda tới từ Anh, England. Rồi và câu cuối cùng. Câu cuối cùng hơi khó ha. Sinh nhật của cô ấy là Her birthday. Đúng rồi, her birthday là sinh nhật của cô ấy. Is on the 5th of December. Đúng rồi, rất là giỏi. Her birthday is on the 5th of December. Sinh nhật của cô ấy thì vào ngày 5 tháng 12. Có bạn nào sinh nhật tháng 12 không? Lớp mình có bạn nào sinh nhật tháng 12 không? No. Tháng 12 giống cô không? Cô sinh nhật tháng 12 nè. Ok. No. Con sinh rồi, bây giờ chúng ta sẽ... Các con có muốn làm bài tập nữa không? À, bây giờ mình sẽ chơi game nha. Chơi game nha. Các con muốn làm bài tập hay chơi game? Chơi game để mình củng cố em nha. Rồi, ok. Cô sẽ mở. Chơi game để mình học lại từ vựng nha. Biết thêm từ vựng. Rồi, cô sẽ chọn. Chúng ta có 1, 2, 3, 4 nè. Mình chọn mức 3 nha. Mức 3 có hơi khó không? Thử ha. Rồi, chúng ta sẽ chơi cái này. Đầu tiên cô sẽ chọn mức easy nha, dễ. Rồi chúng ta cùng chơi nè. Computer. Cái con có nghe được không? Computer là cái gì ta? Computer. Đúng rồi, computer. Computer là cái máy tính. Được chưa? Sunscreen là kem chống nắng chứ không phải máy ảnh nha. Máy ảnh là khác rồi. Red là bánh mì. Motorcycle. Motorcycle hoặc là motorbike là xe máy. Máy ảnh là camera. Ferry. Plane. Suitcase. Soap là cái chai là bắn xà phòng. Soap là bắn xà phòng. Đây là cô chơi mức 3. Sẽ quay lại. Ra đi. Chọn mức 2 nha. Ok. Hai chúng ta có nhiều game hơn. Bây giờ chơi game punch. Mình sẽ chọn câu. Rồi. Từ đầu tiên chúng ta nghe nha. Neighbor là gì? Neighbor là hàng xóm. Chúng ta sẽ bấm từ neighbor nha. Neighbor là hàng xóm, chưa? Neighbor. Rồi chúng ta nghe nha.
Children. 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 Là Children. Angry. Angry. Angry là tức giận. Đúng rồi, angry là giỏi. Wet. Wet. Trời mưa. No. Wet là ẩm. Là bị ướt. Mấy bạn này ở ngoài bị ướt nè. Là wet. Wet là ướt. Được. Ướt á. Rồi chúng ta cùng nghe nha. Go to bed. Bè đi ngủ mà. Go to go. Bed. Go to bed. Ngủ ngon. Go to bed. Đi ngủ là go to bed. Con được học lần này chưa? Ừ, có thể là rồi chứ. Go to bed. Rồi, nghe nha. Hot. Nóng. Hot. Đúng nóng. Rồi, hot. Trời, rất là dạng này. Chúng ta cùng đi lại nha. Sẽ đi học nha. Nghe nào. Have dinner. Have dinner. Have dinner. Have dinner. Have dinner là ăn gì? Ăn tối. Have dinner. Have dinner là người đang ăn tối nè. Have dinner. Rồi chúng ta cùng nghe từ này là gì nha? Field. 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 Là cắm trại. Field. Là gì con? Trại. Field. 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 Sân bóng. Sân bóng nhưng mà ở đây đây là đập. Field. Đá bóng. No, it's wrong. Rồi chúng ta nghe từ khác nha. Have breakfast. Have breakfast là cái câu hồi nãy cô vừa hỏi tụi con đó. Have breakfast là have breakfast. Have breakfast. Ăn sáng. Đúng rồi. Have breakfast là ăn sáng. Have breakfast. Medium nha. Ok, cùng nghe nào. One hundred. Là số mấy? 100. 130. 100. Red là? No, it's 100. 100. 100 là 100. 30 mới là 30. Jeans. Lại nào? Jeans. 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 One. One. Jeans. Jeans. 40. 40. 40. Đúng rồi. 40 là 40. Scarf. 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 Váy. Váy. Scarf. Váy. Khăn tắm. Scarf. Scarf là cái khăn. Scarf mới là cái váy. Boots. 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 Là đường. Boots. Tôi gì?
Giày. Boots. Ten. Ten. Mười. Số mười. Gloves. Gloves là. Gloves. Găng tay. Đúng rồi. Gloves. Gloves là đôi găng tay. Fridge. Fridge. Là. Fridge. No. Fridge. Mười. Fridge. No. Fridge là tủ lạnh. Fridge. Fridge là tủ lạnh. 30 là 30. 80 là 60. 60. Vậy thì hôm nay chúng ta học đến đây thôi ha. Được không tụi con? Rồi, ngày mai chúng ta sẽ học tiếp nha. Các con về nhà nhớ làm lại, nhớ làm cái bài 5 mà cô đã giao. Và ngày mai cô sẽ mời từng bạn đọc nha. Em cho cô em làm xong rồi bây giờ. Rồi, vậy thì ngày mai Khánh Huyền sẽ đọc cho cô nha. Bye. See you tomorrow. Goodbye.